Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Lucy Channel. Trời ơi, lâu quá không vào game nên cây tầm ma nó mọc khắp nơi luôn. Ngày xưa mấy bạn nhớ không? Ở những chỗ này cây tầm ma đâu có mọc đâu. Lucy tiêu diệt nó sạch sẽ rồi. Mà lâu quá không Lucy không vô cái nó mọc tiếp rồi nè mấy bạn. À Lucy, hôm nay Lucy định là đi tìm bộ dụng cụ leo núi cho hiệp sĩ, để giúp cho hiệp sĩ mau lấy lại ký ức á mà. Ui, anh Na ơi, đây có phải là bộ dụng cụ leo núi của hiệp sĩ không? Đúng rồi. Ôi nhưng mà nó bị hư luôn à. Chỗ này ngày xưa hiệp sĩ hay leo núi chung với Anna lắm, nhưng mà giờ hiệp sĩ cũng đã quên hết rồi. Không sao đâu, Lucy nghĩ hiệp sĩ sẽ nhớ lại sau khi mình sửa lại thiết bị leo núi cho ảnh. Nhưng mà sửa lại cái này không có dễ đâu nha Lucy. Muốn sửa lại á, cần phải có 8 gỗ cứng nè, 5 miếng vải, 3 sợi dây thừng và 3 cục sắt còn á. Trời ơi, mấy bạn ơi, nghe tới sắt là mình thấy mệt mệt rồi đó. Gỗ cứng á, thì mình có đủ rồi nè. Vải thì chưa, dây thừng thì chưa. Còn sắt thì mình có 1 cục sắt rồi. Và còn thiếu 2 cục nữa. Mà 1 cục sắt được tạo từ 5 khoáng sắt. Vậy là mình phải tìm cho được 10 khoáng sắt nữa. Vậy là Lucy phải đi đào đó. Trước khi đi đào cái gì á, mình về cái rương mình xem thử mình có cái gì ở cổng không. Để coi, vải nè, 5 miếng vải. Ồ, hên quá. Bữa trước Lucy có trồng cây bông. Cây bông là cây bông vải á mấy bạn. Cây bông vải này á, mình dệt nó thì mình sẽ tạo ra được miếng vải. Đây, giờ mình tạo thôi. Tạo 5 miếng vải. Yeah. Được rồi, đủ 5 miếng vải rồi. Bây giờ để coi làm gì nữa đây ta. Làm sắt. Cục sắt mình thiếu rồi, đâu có đủ đâu. Thôi để mình đi đào sau. Còn bây giờ mình sẽ làm dây thừng. Dây thừng mình có sẵn tảo rồi, tảo dây thừng thôi. Ý mà khoan, mình phải dùng tảo biển để tạo thành tảo khô đã. Rồi có sợi dây tảo khô này á, mình mới tạo được dây thừng. Rồi có được dây tảo khô rồi, bây giờ mình tạo dây thừng đi nha. Tạo 3 sợi dây thừng. Mấy bạn thấy không, nhà Lucy á cứ đi đâu là cứ thu hoạch rồi để dành, nên bây giờ mình có mình sử dụng nè. Bây giờ chỉ còn thiếu gì nữa ta? Bây giờ mình chỉ còn thiếu 2 cục sắt nữa thôi. Thôi bây giờ Lucy đi đào sắt đi mấy bạn. Trời ơi, cà tím của Lucy nó chín hết rồi mà còn chưa thu hoạch được nữa nè. Thôi đi rủ người đi đào sắt chung mới được. Anna ơi, Anna mệt rồi, Anna đi về nghỉ ngơi đi. Đi đào sắt á, Anna đào không nổi đâu. Để Lucy đi tìm một người khác. Đó chính là người Tuyết. Người Tuyết ơi, rảnh không vậy? Ôi Lucy, có chuyện gì vậy? Đang buồn muốn chết đây, ở trong thư viện này hoài đâu có gặp ai đâu. Vậy đi đào sắt với Lucy đi. Được. Đi thôi người Tuyết ơi. Giờ biết đào sắt ở đâu vậy Lucy? Thì mình vòng vòng ở đây nè, cứ đi tìm khoáng sắt rồi về mình mới tạo ra được những cục sắt. Trời ơi, vậy đào biết chừng nào mới xong. Đó, mấy cái cục mà nó nhọn 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 nè, đó là khoáng sắt đó. Bây giờ Lucy đào cỡ khoảng 10 khoáng sắt như vậy thì sẽ tạo được 2 cục sắt, với có sẵn 1 cục sắt nữa là 3 cục, thì sẽ đủ nguyên liệu để sửa bộ dụng cụ cho hiệp sĩ Ristop. Dạ, đói bụng quá, đợi xíu, Lucy ăn đã nha. Làm người á, mình cứ phải đói hoài à mấy bạn ơi, chứ không được sướng như là người Tuyết không có đói bụng. Nhưng mà người Tuyết vẫn thích làm con người hơn, bởi vì con người có thể chạy nhảy được dưới nắng, còn người Tuyết đi dưới nắng một hồi là bị chảy luôn đó. Thôi, ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm, thôi mình cứ vui vẻ với nó đi, chấp nhận sự thật. Ai lượm. Ý, đủ rồi đó. Dịch chuyển tức thì về vùng biển mê hoặc. Chắc đủ sắt rồi đó. Thôi bây giờ mình sẽ dùng khoáng sắt mình mới đào được để mình tạo ra cục sắt nha. Đào được 11 khoáng sắt vừa đủ luôn nè. Dư được 1 khoáng sắt. Rồi, đủ rồi. Bây giờ tụi mình bắt đầu cùng nhau sửa bộ dụng cụ leo núi của hiệp sĩ nha. Nó gồm có sợi dây thừng và một cái rìu. Cái rìu này để móc vô bám vô trong núi để hiệp sĩ leo lên đó mấy bạn. Còn sợi dây thì để hiệp sĩ đu lên.
Thôi đi tìm Anna để báo cho Anna tin mừng thôi. Anna đâu rồi ta? Chắc Anna vô trong nhà rồi. Anna, Anna, nè xem gì đây? Bộ dụng cụ của hiệp sĩ đã sửa xong rồi nè. Ôi trời ơi, sao nhanh quá vậy? Wow, nhìn y chang như mới luôn. Nếu mà mình đưa cho hiệp sĩ á, đảm bảo hiệp sĩ sẽ nhớ mình liền. Lucy ơi, tụi mình đi tìm hiệp sĩ liền luôn đi. Ok ok. Trời ơi, không ngờ Anna lại vui mừng đến như vậy. Vui chứ, mình mong chờ rất là lâu rồi mà. Hiệp sĩ kia, hiệp sĩ kia. Chào Anna, chào Lucy. Xin lỗi nhưng mà anh đã hứa là sẽ cố gắng tìm lại trí nhớ về Anna. Nhưng mà anh đã cố gắng hết sức rồi, anh không nhớ thêm được gì hết á. Không sao, không sao, hiệp sĩ đừng buồn. Nè nè, xem mà em mang tới một món đồ gì đây nữa nè. Món gì vậy? Ủa, sao lại đưa bộ dụng cụ leo núi cho ta? Ý, mà khoan, đây là bộ dụng cụ leo núi của ta mà. Nên cái rìu có khắc tên Ristop nè. Yeah, vậy là hiệp sĩ đã nhớ rồi hả? Vậy hiệp sĩ có nhớ gì về Anna không vậy? Anh nhớ là một cô gái có một mái tóc đỏ và một nụ cười đẹp nhất thế giới. Và hai bọn anh đã cười thật là to khi cô ấy đỡ anh dậy lúc anh bị té từ trên núi xuống. Yeah, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Anh còn nhớ thêm gì nữa không vậy? Để xem. Xin lỗi Anna nha, anh không nhớ thêm gì được nữa hết trơn á. Không sao, không sao, anh cứ từ từ. Anh đừng có lo lắng quá. Mình cố gắng quá mình sẽ bị nhức đầu á. Lucy, Lucy, qua đây, qua đây. Chuyện gì vậy Anna? Mình buồn quá. Hiệp sĩ vẫn chưa nhớ gì về Anna hết trơn. Ôi, hiệp sĩ đã nhớ leo núi với một cô gái tóc đỏ xinh đẹp là đã nhớ đến Anna rồi đó. Nhưng mà chắc nó còn mờ mờ ảo ảo nên chưa có nhìn rõ mặt của Anna, nên chưa biết đó là ai thôi. À ha, có vẻ như là chúng ta đang đi đúng hướng rồi. Hiệp sĩ đã nhớ leo núi chung với mình rồi. Nhưng mà như vậy cũng chưa có đủ. Thôi được rồi, mình sẽ đi tìm ông tiên tri, nhờ ông ấy lấy lại ký ức về mình để trả lại cho hiệp sĩ. Thôi đi nha, đi nha. Trời, từ từ, từ từ. Chào, xin chào Anna. Thôi Lucy cũng đi đây, dịch chuyển tức thì về cao nguyên đầy nắng. Mấy bạn còn nhớ ở cao nguyên đầy nắng, Lucy đang trồng một cái cây quả cầu không? Bây giờ Lucy phải quay lại để tưới nước cho nó nè. Ý, có vẻ như nó vẫn còn nước, chưa bị khô. Cái cây này á, là nó được trồng từ một cái quả cầu sức mạnh đó, mấy bạn nhớ không? Nhưng mà tại vì bây giờ nó đã bị yếu rồi, nó không phát ra ánh sáng nữa, nên Lucy phải trồng lại nó để cho nó có sức mạnh trở lại đó. Wow, ở cao nguyên này nắng nè, có những bông hoa này đẹp quá à. Nó to, thiệt là to luôn, y như ly bự khổng lồ á. Rồi, thôi ở cao nguyên đầy nắng này cũng không có việc gì làm. Tưới nước thì tưới xong rồi, bây giờ làm gì ta? À, biết rồi, mình phải đi thu hoạch cà tím chín rồi. Bây giờ rủ ai đi thu hoạch đây? Dịch chuyển tức thì. Đố mấy bạn biết Lucy đi rủ ai để đi thu hoạch cà tím nè. Đúng rồi, Lucy đang chạy về hang băng vĩnh cửu. Trong này có nữ hoàng Elsa nè. Chứ nữ hoàng Elsa suốt ngày trong hang băng vĩnh cửu này sẽ rất là buồn. Mình mà không vận động á thì đầu óc mình sẽ không thông minh, và người mình á nó sẽ rất là mệt mỏi. Ủa, nữ hoàng Elsa đâu rồi? Mình ở đây nè. Chuyện gì vậy Lucy? Hello. Đi thu hoạch cà tím với Lucy không? À được á, được á. Mình ở nhà cả ngày rồi cũng buồn lắm. Vậy đi 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 đi. Trời ơi, cái vườn của Lucy bự quá vậy. Chứ sao, Lucy phải trồng nhiều như vậy á có đủ tiền để làm nhiệm vụ được. Ra ra ra, bây giờ tụi mình bắt đầu thu hoạch thôi. Ây da, khoan khoan, để Lucy ăn gì cho no bụng đã. Chứ đang thu hoạch á, đói bụng lắm. Ý, ở đây có cái bánh trái cây bữa trước Lucy làm nè. Thôi thôi, để dành đi ăn kem trước để nó chảy mất. Ồ, cái kem này ăn vô á, Lucy đầy năng lượng luôn, mà còn biến thành năng lượng vàng nữa nè. Quá dữ. Rồi, mình bắt đầu thu hoạch thôi, nữ hoàng Elsa ơi. Ok. Chắc trong những bạn đang xem video của Lucy á, chắc nhiều bạn rất là yêu thích nữ hoàng Elsa đúng không? Và cũng biết được
Tại sao nữ hoàng Elsa hay sống một mình, không gần với ai hết á? Ôi Lucy ơi, mình lên level 4 rồi nè. Tặng Lucy 5 căn. Cảm ơn nữ hoàng Elsa. Ôi đi thu hoạch này vui quá à. Trời ơi, nghe nữ hoàng Elsa nói vui, Lucy mừng ghê luôn á. Mấy bạn biết không, nữ hoàng Elsa từ nhỏ, lúc sinh ra bỗng nhiên có một siêu năng lực. Đó là từ tay của cô ấy, nếu mà chạm vào cái nào thì cái đó biến thành băng tuyết hết. Mà bởi vì lúc nhỏ nữ hoàng Elsa có phép thuật mạnh như vậy mà lại chưa biết cách điều khiển, nên có một lần á, nữ hoàng Elsa đã vô tình làm tổn thương đến công chúa Anna. Và lúc ấy công chúa Anna mém nữa là bị tiêu đời luôn á mấy bạn. Ôi mình lại lên level 5 rồi. Tặng cho Lucy một cái đồ bao tay nè. Cảm ơn nữ hoàng Elsa. Rồi từ đó nữ hoàng Elsa cảm thấy mình có lỗi với lại công chúa Anna lắm, nên không có muốn gây hại tới bất cứ ai nữa. Kể từ đó nữ hoàng Elsa cứ trốn trong phòng thôi, hoặc là đến một nơi nào đó không có người, bởi vì sợ là sẽ làm hại người đó nữa. Bởi vậy cho đến bây giờ luôn á, nữ hoàng Elsa rất là buồn và cô đơn nữa. Ý, có nhiều quả cầu quá vậy. Đâu để Lucy đi mở thử nha. Ồ, mảnh vỡ bức tranh. Đây là bộ quần áo của công chúa tóc mây nè. Vậy là tụi mình sắp gặp công chúa tóc mây hay sao ta? Ồ, ở đây thì có đồng tiền. Còn đây là gì đây? Mảnh vỡ màu hồng. À, là một góc của bức tranh. Đây là con tàu của Mona nè. Các bạn thấy biểu tượng của tàu Mona không? Ui, ở đây lại có thêm một quả cầu nữa. Quả cầu màu hồng. Hãy xem trong này có gì nha. Umbalasipu. Ồ, là một đồng tiền. Ai thu hoạch tiếp thôi. Wow, mới thu hoạch có xíu thôi mà mình lên level 6 luôn rồi nè. Tặng cho Lucy cái sticker đó. Yeah. Công nhận đi thu hoạch á, nữ hoàng Elsa mau lên level ghê luôn. Mấy bạn ơi trời, mình trồng nhiều quá, thu hoạch hoài cũng chưa hết nữa nè. Trong lúc Lucy thu hoạch, mấy bạn nhớ nhấn nút like, yêu thích video và đăng ký thành viên kênh Lucy Channel nha, để Lucy có động lực để làm thiệt là nhiều video cho các bạn xem. Bây giờ Lucy cũng quay trở lại trường học để đi học rồi, không có nhiều thời gian nữa. Cho nên mấy bạn á, nhấn nút đăng ký thành viên để tạo động lực cho Lucy, để Lucy cố gắng làm thiệt là nhiều video nè. Wow, nữ hoàng Elsa dùng phép thuật để thu hoạch, cho nên tặng cho Lucy rất là nhiều bông vải và cà tím luôn. Thôi xong rồi. Cảm ơn nữ hoàng Elsa nha. Lucy ơi, giúp Elsa với. Có một điều kỳ lạ gì đó trong hang băng vĩnh cửu rồi. Ủa, chuyện gì vậy nữ hoàng Elsa? Trong lúc mình cố tìm hiểu về âm thanh thì thầm bên tai mình hoài à, thì Elsa đã lỡ đụng vào bức tượng của Anna trong hang động. Thì bất ngờ, các khối băng vĩnh cửu bự khổng lồ mọc ra từ dưới mặt đất á. Và Elsa cũng không thể điều khiển được nó, không thể phá hủy được nó luôn. Mặc dù á, Elsa là nữ hoàng băng giá, chuyên điều khiển băng tuyết, mà đành phải bó tay luôn á. Ủa, nó mọc nhiều không nữ hoàng Elsa? Nó mọc lên rất là nhiều và nhanh luôn. Hên là Elsa thoát ra kịp á, chứ không chắc bị kẹt luôn trong đó rồi. Mà Elsa nghĩ á, nó mọc ra là do một cái phép thuật bí ẩn nào đó á. Vậy hả? Vậy bây giờ mình quay về hang động để tìm hiểu thử xem.